Những quyển sách làm nên thành công của Warren Buffett. Warren Buffett được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại. Ông luôn góp mặt trong danh sách những tỷ phú giàu có nhất hành tinh. Được biết tới là một vị tỷ phú chăm chỉ, Buffett luôn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày của mình. Hàng ngày, ông dành phần lớn thời gian để đọc sách, không chỉ để nạp thêm kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mà còn giúp ông có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett là người không thích bị phân tán bởi công nghệ. CEO của Berkshire Hathaway không để máy tính trong văn phòng của mình. Ông cũng sử dụng điện thoại gập thay vì smartphone, dù CEO Apple Tim Cook từng thuyết phục ông sử dụng iPhone. Trong một buổi gặp mặt với phóng viên của CNBC, khi được hỏi về thú vui của mình, Warren Buffett đã chỉ vào một chồng sách và nói: "Đọc 500 trang sách này mỗi tuần sẽ giúp bạn thành công. Nó gần giống việc tích lũy tiền để tiết kiệm và nhận lãi. Mọi người đều có thể làm điều đó, nhưng không phải ai cũng thực hiện. Tôi đã đọc và suy ngẫm, việc đọc giúp tôi đưa ra hầu hết các quyết định trong kinh doanh. Tôi làm điều đó vì tôi thích một cuộc sống có nhiều sách." Warren Buffett có thói quen đọc sách từ năm lên 10 tuổi. Ông đã đọc hết tất cả các cuốn sách có liên quan tới đầu tư trong thư viện thành phố Omaha. Thói quen này đã được tỷ phú Bill Gates, một người bạn lâu năm của ông, chia sẻ trong một bài đăng trên blog. Trong bài viết này, Bill Gates đã trích lời của Buffett cho biết: "Tôi chỉ ngồi trong văn phòng của mình và đọc cả ngày." Buffett nhấn mạnh hai quá trình học vô cùng thực tiễn: đọc sách, rất nhiều sách, và học hỏi từ những người thành công khác một cách trung lập. Những cuốn sách mà ông yêu thích nhất chắc chắn cũng là những cuốn sách về đầu tư. Và tất nhiên, chúng đều là những cuốn sách kinh điển trong lĩnh vực đầu tư. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. The Intelligent Investor, nhà đầu tư thông minh, được viết bởi Benjamin Graham, được xem là tác phẩm yêu thích nhất của Warren Buffett. Trong bản in thứ tư của cuốn sách này, vị tỷ phú đã tự mình viết lời nói đầu: "Tôi đã đọc bản in đầu tiên của cuốn sách này vào đầu thập niên 50, khi mới 19 tuổi. Lúc ấy tôi đã nghĩ đây là cuốn sách tuyệt vời nhất về đầu tư từng được viết ra. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này." Đương nhiên, lời khen ngợi ấy không phải là hữu danh vô thực. Tác giả của cuốn sách, ngài Benjamin Graham, là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ngoài ra, ông cũng từng là thầy của Buffett tại trường kinh doanh Columbia vào năm 1951. Buffett cho biết 85% phong cách đầu tư của mình được tạo dựng từ các nguyên tắc của Graham. Với Buffett, những kiến thức trong sách thực sự rất đơn giản và dễ hiểu. Chìa khóa triết lý đầu tư trong sách chính là tìm ra những công ty tiềm năng đang bị thị trường định giá thấp. Buffett từng chia sẻ rằng: "Ngay lập tức tôi như được khai sáng và cổ phiếu giá rẻ trở thành người bạn của tôi." Trong lá thư gửi cổ đông năm 2013, Buffett đã đưa ra một ví dụ về cách ông áp dụng chiến lược của Graham mang lại thành công. Khi đó, Buffett kể lại rằng, trong ấn bản gốc của cuốn sách, Graham đã từng đề xuất một cổ phiếu đường sắt mang tên Northern Pacific được định giá thấp hơn giá trị thực của nó. Sau đó, Buffett đã nắm bắt cơ hội vàng khi Northern Pacific đưa ra mức định giá thấp cho cổ phiếu của mình do một quy tắc kế toán ẩn mà họ phải loại bỏ lợi nhuận từ các tuyến đường sắt liên kết. Sau khi tìm kiếm các chi tiết tính toán của quy tắc kế toán ẩn này, Buffett đã mua lại BNSF Corporation, công ty mẹ của Northern Pacific, và kiếm được hàng tỷ đô la từ thương vụ này. Khi tôi đọc cuốn sách, Northern Pacific có giá trị thị trường khoảng 40 triệu đô la, nhưng đến hiện tại cứ mỗi 4 ngày, BNSF Corporation sẽ kiếm được số tiền ấy, Buffett chia sẻ. Nhìn chung, Nhà đầu tư thông minh là cuốn sách bao hàm khối lượng kiến thức khổng lồ về thị trường chứng khoán, cách phân tích, định giá tài sản để đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, cuốn sách cũng chỉ cho bạn cách xây dựng danh mục đầu tư để hạn chế rủi ro tối đa và cách hướng tới lợi nhuận an toàn thay vì các khoản lợi nhuận bất thường. Đặc biệt, những thuật ngữ chuyên ngành được tác giả Benjamin Graham đơn giản hóa và giải thích cặn kẽ thông qua chú giải chi tiết, biểu đồ minh họa cụ thể trong từng trang sách, khiến quyển sách trở thành cuốn kinh thánh mà nhà đầu tư nào cũng nên đọc. Buffett viết trong lời tựa cho ấn bản thứ tư của cuốn sách như sau: "Hãy làm theo Graham và bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự điên rồ của thị trường." Phân tích chứng khoán.
tác giả Benjamin Graham và David Dodd. Nếu như quyển sách Nhà đầu tư thông minh cung cấp cho các nhà đầu tư kiến thức nền tảng, thì quyển Phân tích chứng khoán của Benjamin Graham và người cộng sự David Dodd xuất bản lần đầu tiên năm 1934 lại mô tả phương pháp đầu tư mà chính Warren Buffett đã và đang sử dụng trong suốt hơn 50 năm qua. Điều này đủ để thấy rằng dù đã được xuất bản rất lâu, nhưng cho đến thời điểm này, quyển sách vẫn còn giữ nguyên giá trị. Phân tích chứng khoán thậm chí còn được sử dụng như sách giáo khoa để giảng dạy tại trường đại học Columbia. Và Warren Buffett chia sẻ rằng ông chính là một trong những sinh viên may mắn được người thầy Benjamin Graham giảng dạy các lý thuyết đầu tư từ cuốn sách này. Nội dung quan trọng nhất trong cuốn Phân tích chứng khoán là hướng các nhà đầu tư tới việc đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để định giá giá trị thực tế của doanh nghiệp đó. Theo Benjamin Graham, các loại báo cáo tài chính khác nhau giống như những mảnh ghép tạo nên bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, đọc báo cáo doanh thu nhưng bỏ qua bảng cân đối kế toán sẽ là thiếu sót rất lớn vì bạn không thể xác định được cơ cấu tài chính của công ty. Dù báo cáo doanh thu phản ánh lợi nhuận lạc quan, nhưng nếu lợi nhuận được tạo ra trên các khoản vay nợ mà không phải là vốn cổ phần, công ty sẽ dễ gặp phải cú sốc lớn một khi đối diện với khó khăn bất thường. Vẫn hướng tới trọng tâm là thuyết phục đầu tư giá trị, Phân tích chứng khoán hướng dẫn các nhà đầu tư cách đa dạng hóa danh mục đầu tư, mua cổ phiếu khi giá trị thị trường thấp tương đối so với giá thực tế để thu về những khoản lợi nhuận an toàn và bền vững. Cuốn sách xứng đáng được xếp vào danh sách những cuốn sách về đầu tư hay nhất mọi thời đại. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Tác giả Philip A. Fisher là nhà tiên phong cho thuyết đầu tư tăng trưởng, đồng sáng lập thuyết đầu tư hiện đại. Philip A. Fisher đã đưa tất cả lý thuyết, quan điểm đầu tư của mình vào quyển sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Nếu Benjamin Graham là người thầy đầu tiên, thì Philip Fisher chính là người thầy thứ hai của Warren Buffett. Ông từng thừa nhận rằng 85% trong ông là Benjamin Graham và 15% còn lại là Philip A. Fisher. Khác với đầu tư giá trị của Benjamin Graham, Philip Fisher tập trung vào đầu tư tăng trưởng. Đối với ông, trên bước đường để thành công, hiểu biết báo cáo tài chính là chưa đủ mà nhà đầu tư cần phải xem xét sự hiệu quả của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, nội dung chính của cuốn sách còn đề cập đến cách xác định giá trị thực tế và cách chọn cổ phiếu để xây dựng một danh mục đầu tư chất lượng với rủi ro tối thiểu. Đặc biệt, phương pháp tin đồn của Fisher đề cao vai trò của thông tin trong việc giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, thu về lợi nhuận hợp lý. Thông tin quý giá nhất không đến từ tin đồn trên phố Wall, mà đến từ các khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, đối tác hay đối thủ cạnh tranh, hoặc uy tín hơn nữa là ngân hàng cho vay. Những thông tin như vậy chính là cách thức đúng đắn nhất để xác định giá trị cổ phiếu. Đi từ những lý thuyết đơn giản như chọn lọc cổ phiếu tiềm năng, thời điểm nên mua và bán, phương pháp tránh rủi ro và tránh lỗ, Philip A. Fisher hướng người đọc đến việc từng bước hình thành triết lý đầu tư cho riêng mình, và đây sẽ là một trong những quyển sách vô giá dành cho những nhà đầu tư mong muốn cải thiện lợi nhuận hay những ai muốn bước chân vào thế giới đầu tư chứng khoán. Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh, tác giả John Brooks. Warren Buffett và Bill Gates là những người bạn thân thiết. Năm 1991, khi Gates hỏi Buffett về cuốn sách yêu thích của ông, Buffett đã tặng cho người bạn thân cuốn sách Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh của John Brooks. Cho đến giờ, Bill Gates vẫn giữ cuốn sách này tại một vị trí trang trọng trong tủ sách của mình. Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh với 12 câu chuyện thú vị và không kém phần kịch tính về những sự kiện nổi tiếng tại phố Wall được phóng viên lâu năm của tờ New Yorker kể lại nhằm vén màn những âm mưu cũng như bộc lộ bản chất thất thường của thế giới tài chính. Xuyên suốt cuốn sách là những báo cáo chi tiết và sắc sảo của John Brooks. Dù đó là sự kiện thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1962, thất bại của một công ty môi giới danh tiếng, hay nỗ lực táo bạo của các ngân hàng Mỹ nhằm cứu vãn đồng bảng Anh. Sau tất cả, những câu chuyện này vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự để giúp chúng ta nắm bắt được
tính phức tạp của đời sống kinh doanh. Bạn có biết thương vụ thảm họa đã khiến cho Ford Motor mất 350 triệu đô la, thường gọi là ESSO, hay sự phát triển thần kỳ của Xerox? Đây đều là những tên tuổi lớn trong nền kinh tế, và danh tiếng của họ đôi khi đến từ những thương vụ tai tiếng mà rất nhiều người biết đến. Chính những công ty tên tuổi này có tác động đáng kể lên sự sống còn của nền kinh tế, và sự tác động đó sẽ được phác họa rõ ràng trong quyển sách này. Bill Gates chia sẻ về cuốn sách như sau. Cuốn sách là những bài học lớn về những ưu nhược điểm của các nhà quản lý trong đầu tư kinh doanh, những rủi ro thường gặp và cách xử lý chúng, những bẫy lợi nhuận, và hơn hết là cách điều hành doanh nghiệp lớn mạnh và tạo ra giá trị bền vững, bất biến. Những bài học đầu tư từ Warren Buffett, tác giả Lawrence Cunningham. Những bài học đầu tư từ Warren Buffett, từng được chính Buffett thừa nhận là cuốn sách phản ánh gần như toàn bộ triết lý đầu tư của ông. Cuốn sách thực chất bao gồm những bức thư mà Buffett đã gửi cho cổ đông của Berkshire Hathaway trong giai đoạn 1979 đến 1995, và sau này được tái bản và bổ sung thêm các bức thư khác giai đoạn 1995-2006. Tác giả Lawrence Cunningham đã thu thập các bức thư, sắp xếp chúng thành những chương mục một cách logic, qua đó giúp người đọc tiếp cận với các quyết định đầu tư của Buffett cũng như lý do, triển vọng đằng sau chúng. Xuyên suốt cuốn sách là thông điệp nổi bật về cách định giá tài sản, hạn chế rủi ro trong đầu tư dài hạn, kế thừa thuyết đầu tư giá trị từ Benjamin Graham. Triết lý đầu tư của Warren Buffett cũng nhấn mạnh ba nguyên tắc đầu tư nổi bật, bao gồm ngài thị trường, biên độ an toàn và vòng tròn quyền lực. Nếu bạn đang mong mỏi tìm hiểu sâu về triết lý đầu tư của Warren Buffett thì cuốn sách này chính là câu trả lời. Giới chuyên môn đã đánh giá đây là một trong số những cuốn sách kinh doanh hay nhất từng được viết trong nhiều năm trở lại đây. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!